Chào mừng anh em đã quay trở lại với Relab. Năm hết Tết đến rồi và trên 10 triệu mua máy gì để dùng được lâu dài, có thể chơi Tết ngon lành? Đó là câu hỏi mà rất nhiều anh em có đặt ra cho chúng mình. Và đây, hãy để mình giải đáp tất cả những thắc mắc đó trong video ngày hôm nay. Đừng quên để lại một like, một subscribe ủng hộ chúng mình, đạt được cột mốc là 400.000 subscriber nhé. Rồi, đầu tiên là trên 10 triệu thì các bạn sẽ có những cái mẫu máy gì mà chúng ta cần phải lưu tâm đến. Mình nghĩ là sẽ có 3 mẫu máy sau đây là nổi bật nhất. Thứ nhất là Galaxy Note 10 Plus hàng cũ. Thứ hai là Mi 10T Pro mới. Và cuối cùng là iPhone XR. Cả mới cả cũ hiện tại đều đang có rất nhiều trên thị trường. Về mức giá thì cả 3 mẫu máy này đều đang khoảng là trên 10 triệu đồng. Và mình sẽ dùng một chiếc Galaxy Note 10 Plus hàng cũ bản chính hãng, bởi vì đây là cái dạng hàng phổ biến mà các bạn có thể dễ dàng mua trên thị trường. iPhone XR thì các bạn hãy click ngay link ở dưới phần mô tả video tham khảo giá tại shop đăng. Đây là đại lý ủy quyền chính hãng Apple, chuyên cung cấp những hàng chính hãng Apple với mức giá rất tốt. Và các bạn đừng quên, iPhone 12 Pro Max tại shop đăng đang có giá cam kết là tốt nhất thị trường. Tất cả những mức giá đó hãy click vào link ở dưới phần mô tả video để tham khảo. Thế thì quay lại với những yếu tố mà mình sẽ sử dụng để đánh giá cả ba mẫu máy này. Tất nhiên các bạn vẫn luôn lưu tâm có một cái cụm từ, đó là dùng lâu dài. Thế thì đầu tiên hãy nói đến cấu hình. Nếu mà nói về cấu hình dùng lâu và dùng dài thì bây giờ chúng ta đang có một cái để gọi là đảm bảo cho tương lai, đó chính là 5G. Và ở đây chúng ta chỉ có một chiếc điện thoại duy nhất hỗ trợ 5G thôi, đó chính là Mi 10T Pro, chạy con chip Snapdragon 865 có hỗ trợ 5G. Ngoài ra thì hiệu năng của cái chiếc máy này cũng thuộc dạng rất tốt, không thua kém, thậm chí là nhỉnh hơn cả A12 Bionic trên iPhone XR. Do đó mình sẽ cho nó 3 điểm, iPhone XR là 2 điểm. Còn cái Exynos 9825 ở trên chiếc Galaxy Note 10 Plus cũ thì thật ra trong thời gian vừa rồi mình trải nghiệm lại nó thì nó vẫn rất là đủ. Tuy nhiên nếu mà để so sánh đặt ngang thì không thể cạnh tranh được với cả iPhone XR hay là Mi 10T Pro. Đó là về cấu hình. Thứ hai đó chính là về màn hình. Cái yếu tố mà các bạn cũng sẽ sử dụng 80-90% thời gian các bạn dùng máy là sẽ phải nhìn vào màn hình, đúng không? Với chiếc Note 10 Plus này thì nó sẽ có một cái tấm màn độ phân giải tối đa là 2K+, tuy nhiên tần số quét cũng chỉ là 60Hz. iPhone XR thì độ phân giải nó hơi thấp một chút, nó hơi yếu một chút ở khoản này. Độ phân giải dừng ở mức HD+ và tần số quét cũng là 60Hz mà thôi. Trong khi đó Mi 10T Pro thì lại là có cái tần số quét cao nhất lên tới 144Hz. Tuy nhiên chất lượng của chiếc Mi 10T Pro này không thật sự khiến mình ấn tượng. Và cá nhân mình thì mình vẫn luôn ưu tiên một cái tấm màn chất lượng hơn là một cái tấm màn có tần số quét mượt. Lý do vì sao? Các bạn hãy xem lại video liệu rằng 144Hz có thật sự cần thiết trên một chiếc smartphone hay không. Đó, mình đã giải thích rất kỹ ở trong video đó. Do đó thì mình sẽ chấm cho chiếc Note 10 Plus là 3 điểm, cũng như là iPhone XR và Mi 10T Pro là 1,5 điểm bằng nhau. Yếu tố thứ ba cũng là một thứ mà các bạn hiện tại giới trẻ dùng rất rất nhiều. Camera. Nói về camera thì là một câu chuyện cạnh tranh rất là khó. Note 10 Plus và Mi 10T Pro là ở một trường phái khác, đó là những bộ máy Android có hỗ trợ rất nhiều tính năng phần mềm. Cảm biến chính của chiếc Mi 10T Pro thậm chí là còn đạt đến là 108 megapixel, hỗ trợ quay video 8K, tất cả mọi thứ. Tuy nhiên khi sử dụng thực tế thì sao? Thì mình thấy rằng nói như thế này thì mình nghĩ anh em sẽ nói mình là iFan, nhưng thật sự khi mình dùng thực tế thì khoảng 70% mình không bao giờ động đến những cái camera khác, chỉ dùng camera chính và camera tele thôi. Thì ở trong cái nhu cầu sử dụng của mình, chiếc iPhone XR nó thiếu sót ở camera tele và thêm một chút nào đó có thể gọi là đến tính năng chụp đêm. Còn thật ra mình không hề cần đến những cái kiểu chỉnh màu làm đẹp preset gì cả, bởi vì nếu mà các bạn thật sự cần chỉnh màu, các bạn sẽ dùng app ở bên thứ ba, và lúc đó thì những cái app ở iOS cũng hỗ trợ chẳng kém chẳng khác gì với cả Android cả. Do đó thì mình sẽ xin phép chấm cho chiếc Mi 10T Pro nó sẽ được 3 điểm bởi vì nó hỗ trợ rất nhiều công nghệ và thông số nó rất khủng. Còn thật sự là Note 10 Plus với iPhone XR mình khó mà có thể so sánh hai mẫu máy này với nhau. Thôi, thì vì số lượng camera của Note 10 Plus nhiều hơn thì mình sẽ chấm cho nó là 2 điểm. Còn iPhone XR là 1 điểm. Nhưng các bạn đừng quên, nếu đã chọn máy để quay video á, thì iPhone XR sẽ luôn ăn đứt tất cả những mẫu smartphone Android trong cùng tầm giá. Tức là hai mẫu điện thoại mình đang có ở đây, iPhone XR để quay video vẫn là best choice. Đừng chọn mấy cái máy quay 8K làm cái gì cả. Tiếp theo,
là pin và sạc. Pin và sạc thì bị ảnh hưởng nhiều bởi cái vấn đề về hiệu năng, và cái con chip Exynos 9825 trên Galaxy Note 10 Plus nó hơi khiến mình thất vọng một chút. Đấy là máy cũng không quá tốt trong cái việc kiểm soát hiệu năng của máy và kiểm soát cái thời lượng pin của máy. Do đó cái chiếc máy này mình sẽ chấm là 1,5 điểm, ngang bằng với iPhone XR. Bởi vì dù sao nó vẫn hỗ trợ rất nhiều những tính năng phụ như là sạc ngược, như là sạc không dây. iPhone XR thì sẽ có sạc nhanh là 18W, mình đã có đo rồi nhá, không phải là 15W như trên các trang công bố đâu. Nó cũng sẽ có sạc không dây, thiếu đi một cái là sạc ngược. Và trâu nhất thì chính là viên pin 5000 mAh trên chiếc Mi 10T Pro rồi. Tuy nhiên thì nó lại không phải là một chiếc flagship xịn sò và nó thiếu đi những cái tính năng gọi là phụ thắt kia. Nhưng mình vẫn sẽ cho nó là 3 điểm. Bởi vì dù sao trong những nhu cầu sử dụng cơ bản thì một viên pin trâu và một cái khả năng sạc pin nhanh của nó là quá tốt với mình rồi. Và cuối cùng là những tính năng khác. Thì đây, chúng ta sẽ có hai chiếc flagship đời cũ và một chiếc máy tầm trung cận cao cấp mới từ Xiaomi. Thì lúc này đến những cái tính năng phụ thì tất nhiên là những chiếc flagship sẽ vẫn luôn hơn rồi. Như mình đã đề cập, có sạc không dây, có sạc ngược. Không chỉ đó, nó còn có cả kháng nước nữa. Cái chiếc Note 10 Plus này thậm chí còn có cả Pun S Pen. Và với một người kiểu hay thách nốt, hay làm những việc nhanh nhanh như mình, thì thật sự cái chiếc Pun S Pen nó rất là tiện. Về cái độ hữu dụng thực tế thì mình không hay dùng nó để vẽ, nhưng mà dùng để ghi chú thì nó là một cái phụ kiện quá tuyệt vời. Do đó thì mình sẽ chấm cho nó 3 điểm, iPhone XR là 2 điểm và Mi 10T Pro là 1 điểm. Rồi, thế thì đến đây các bạn có thể nhìn cái bảng tổng sắp ạ. Thì thực ra điểm số của các cái mẫu máy này nó nhìn iPhone XR có vẻ nó hơi thua kém một chút nhỉ. Bởi vì các bạn đừng quên, iPhone hay Apple thì không bao giờ họ tập trung vào những cái tính năng thêm thắt từng những cái ghi RAM hay từng cái megahertz của con chip cả. Nhưng trong cái trải nghiệm thực tế của họ thì luôn rất là tuyệt vời. Kể cả màn hình có HD cộng, kể cả viên pin có dung lượng thấp, hay kể cả là chỉ có một camera, thì thật sự với một cá nhân là người dùng đã sử dụng chi tiết và lâu dài, mình vẫn khuyên anh em là nếu mà mua để dùng trong khoảng 2 năm nữa thì anh em nên ưu tiên iPhone. Cái chiếc iPhone XR này hiện tại giá của nó đang ngang với hai mẫu smartphone Android ở đây, nhưng nó cho các bạn một cái khả năng quay video là best choice. Chụp ảnh cũng rất là tuyệt vời nếu các bạn chỉ dùng với cái camera chính, cũng như là trong những cái chế độ của nó là chụp chân dung hay là chụp Smart HDR, không dùng để chụp đêm nhá. Thì ở những cái điều kiện mà các bạn sử dụng đó, iPhone XR sẽ là tuyệt vời nhất. Còn 20% những cái tính năng còn lại như kiểu là sạc ngược này, hay là kháng nước này, hay là sạc không dây này, hay là Pun S Pen này, hay là màn hình 144Hz này, thì iPhone XR không có. Còn những cái mẫu máy khác thì các bạn nghĩ sao? Hãy để lại comment để ý kiến của các bạn ở bên dưới nhé. Cá nhân mình thì mình vẫn không thích cái màn hình 144Hz trên cái chiếc Mi 10T Pro này lắm, và mình không thích cái hiệu năng ở trên Note 10 Plus này lắm. Do đó để dung hòa lại một chút thì mình vẫn sẽ chọn iPhone XR. Bởi vì dù sao thì mình cũng đã từng gắn bó với nó hơn 1 năm, và bây giờ mà nếu mà nó chưa mất ấy, thì mình cũng sẽ không bán iPhone XR để đổi sang những cái mẫu máy khác đâu. Nhưng sau khi xem xong video này, nếu các bạn đã nhìn ra là cái nhu cầu của các bạn ở đâu thì hãy chọn mẫu máy phù hợp với nhu cầu của các bạn nhé. Ý kiến của mình vẫn chỉ là dựa trên cái nhu cầu của mình mà thôi. Vậy giá hiện tại thì các bạn có thể click vào link ở dưới phần mô tả video để tham khảo tại shop đăng. Các bạn lưu ý đây là hàng mới chính hãng VNA, và hiện tại shop đăng là đại lý ủy quyền chính hãng của Apple, chuyên cung cấp các dạng hàng chính hãng Apple với mức giá cực kỳ tốt. iPhone 12 Pro Max cam kết mức giá tốt nhất thị trường. Đừng quên để lại một like, một subscribe ủng hộ chúng mình đạt được cột mốc là 400.000 subscriber. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.